cách xếp loại học lực của học sinh khối trung học cơ sở và trung học phổ thông theo thông tư 22 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hai, xin chào các bạn học sinh và quý phụ huynh thân mến. Trong video trước, tôi đã đăng tải cách xếp loại rèn luyện hay gọi là hạnh kiểm của các bạn học sinh, thì nhận được khá nhiều phản hồi yêu cầu hãy cho biết cách xếp loại học lực. Thì đây là video dành cho các bạn. Khác với cách xếp loại học lực trước đây, chúng ta có giỏi, khá, trung bình, yếu và kém. Thì theo thông tư 22 chỉ có 4 loại. Thứ nhất là loại tốt, thứ hai là loại khá, thứ ba là đạt và thứ tư là chưa đạt. Vậy như thế nào được xếp loại tốt? Loại tốt, chúng ta có hai loại môn học. Môn thứ nhất là môn nhận xét, thì tất cả các môn đều phải được xếp loại đạt. Và những môn điểm số và thậm chí điểm số kết hợp với nhận xét, thì điểm trung bình môn cả năm của tất cả các môn đều phải lớn hơn hoặc bằng 6,5. Và ít nhất 6 môn có điểm trung bình môn cả năm lớn hơn hoặc bằng 8,0. Loại khá thì những môn học nhận xét đều phải được xếp loại đạt. Những môn điểm số hoặc điểm số kết hợp nhận xét thì điểm trung bình môn cả năm lớn hơn hoặc bằng 5,0. Trong đó có ít nhất 6 môn điểm trung bình môn cả năm lớn hơn hoặc bằng 6,5. Và thứ ba là loại đạt. Ở đây thì những môn nhận xét thì các bạn học sinh lưu ý chỉ có tối đa một môn được xếp chưa đạt và những môn còn lại thì phải được xếp đạt nha. Còn môn điểm số hoặc điểm số kết hợp nhận xét thì không có môn nào dưới 3,5 và ít nhất 6 môn điểm trung bình môn cả năm lớn hơn hoặc bằng 5,0. Và ngoài 3 trường hợp trên thì sẽ được xếp loại chưa đạt. Vậy thì các bạn học sinh đã có kết quả và hiển nhiên thầy cô các bạn đã cho chúng ta biết được cái xếp loại học lực của mình. Và dựa trên cái bảng chúng ta vừa nêu, các bạn có thể tự kiểm tra để biết mình được xếp học lực như thế nào. Nếu vẫn còn khó khăn và thắc mắc, đừng ngần ngại cho biết ở phần bên dưới video này nha. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye!